Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm tàu hũ nước đường. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 100g đậu nành và 1 lít nước và 1 ít lá dứa để nấu nước đường. Và đây là 200g đường. Bây giờ ta đổ vào đây 200g nước. Ta đổ để cho đường nó tan ra, thì cái đường này nó cục to, nó cứng lắm. Ta bật bếp lên, ta để lửa nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ta bắt đầu đi xoay đậu nành. Đây là đậu nành mình đã ngâm được 8 tiếng và ta đã đãi sạch sẽ rồi. Đây là 1 lít nước để mình xay đậu nành. Bây giờ thì mình lược lại một lần nữa để cho tàu của ta nó mịn. Bây giờ ta múc một ít đậu nành vào trong cái chén bột gạo. Và ta bắt đầu bắc lên ta nấu. Đây là 20g bột gạo và 10g bột năng. Để lát nữa mình quậy vô cái nồi tàu hũ này. Bây giờ mình quậy cho tan chén bột gạo và mình rây qua đây cho nó mịn. Để lát nữa mình cho vào tàu hũ. Cái nồi đậu nành của mình đã sôi rồi thì ta bắt đầu hấp bọt. Ta nấu đậu nành ta thỉnh thoảng ta quậy lên ở dưới đáy như vậy, không thôi nó sẽ bén nồi. Mà ta để sôi khoảng 5 phút. Các bạn và các cháu nấu thì để ý nha, tại vì cái độ nành này nó sôi là nó chào. Mình mà sơ ý cái là nó chào, vừa mất nước đậu mà vừa dơ bếp nữa.
bạn và các cháu để ý nè. Đây là một muỗng thạch cao phi mình mua ở tiệm thuốc bắc. Một muỗng thạch cao phi đầy mua ở tiệm thuốc bắc. Và ta cân được 5 gram. Ta cho vào đây một ít nước. Nước sôi để nguội. Và bây giờ ta quậy cho nó tan. Và mình lược qua rây để cho nó không có lợn cợn. Bây giờ đậu nành của ta sôi được 5 phút rồi. Ta hớt ra sạch bọt. Mình hớt bọt cho nó hết rồi thì cái tàu hũ của mình nó mới mịn được. Và bây giờ ta bắt đầu đổ bột vô khuấy với đậu nành. Các bạn và các cháu để ý nhé. Đây là 20g bột gạo và 10g bột năng. Và đây là một chén một ít thạch cao tao đổ vô cái nồi này tao chén. Nó tao chén như vậy. Mình đổ qua đây một ít tại vì cái này nó nhỏ quá. Bây giờ đậu nành của ta sôi rồi, ta bắt đầu hớt hết cho sạch bọt. Nó ta chán chung quanh thạch cao chán như vậy. Bây giờ ta tắt bếp, ta quậy bột sôi được 3 đến 5 phút bắt đầu ta tắt bếp. Các bạn và các cháu để ý nè, mình đổ thật nhanh. Mình đổ thật nhanh. Và ta cũng hết cho sạch bọt. Bây giờ ta bắt đầu để sang cái bàn này. Ta đậy nắp lại. Và đây ta cũng đậy nắp lại. Bây giờ mình dùng một cái miếng vải mình ủ khoảng 1 tiếng là đậu hũ sẽ được. Trong khi mình chờ đợi cho nước cái đậu hũ của mình được thì ta đi nấu nước đường. Nước đường của mình đã gần được rồi, ta giã gừng ta bỏ vào. Cái đường của mình nó đã keo rồi, ta bắt đầu đổ gừng vào. Rồi, nước đường ta đã được rồi, gừng bỏ vào sôi rồi ta tắt bếp.
Bây giờ thì mình đi nấu nước dừa. Trước tiên ta đổ vào đây 100g nước. Ta bật bếp lên. Mình múc vào đây một chút nước để mình pha bột. Đây là 10g bột năng. Bây giờ mình cho vô một muỗng đường, một ít muối và một ít vani, chút vani. Bây giờ cái nồi, cái chảo nước mình sôi rồi, ta bắt đầu đổ bột năng vào. Và ta cho nước cốt dừa vào. Bột năng đã chín rồi, ta cho nước cốt dừa vào. Bây giờ cái chảo nước dừa của mình nó sôi lăn tăn rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ thì mình ủ tàu cũng đã được 1 tiếng rồi, bây giờ ta bắt đầu lấy ra. Bây giờ ta bắt đầu múc tàu hũ ra. Tàu hũ của ta đã đông rồi. Bây giờ thì ta chan nước đường vào. Đây là 200g đường, 200g nước. Mình thắng lên rất là keo, và ta cho gừng vào. Còn đây là chén nước dừa, nhưng mà mình thì mình không ăn nước dừa, cho nên mình không chan nước dừa vào. Và các cháu ơi, ta ủ tàu hũ ta nên ủ bằng những cái gì mà nó dày dày như vậy nè, rất là mau đông. Và ta không được xài cái gì mà nó dính mỡ. Nếu mà dính mỡ thì sẽ không đông. Ta nên xài những cái gì nó dày như vậy, và nó bằng đất, bằng sành như vậy, và là nó dễ, rất dễ đông. Chứ ta đừng nên xài bằng kim loại. Và trong khi ta ủ tàu hũ thì ta không nên để quạt. Và để quạt thì nó sẽ làm cho mất cái hơi nóng của nó đi, thì nó khó đông. Mình chiếu gần cho các bạn coi này, chén tàu hũ rất là ngon. Đó, đây là một chén tàu hũ. Mình chiếu gần cho các bạn và các cháu xem đây. Rất ngon. Mình thì mình không thích ăn nước dừa, cho nên mình không bỏ nước dừa vào. Vậy là mình ngâm 100g đậu nành, mình đổ vô 1 ký nước và và 20g bột gạo, 10g bột năng. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì đăng ký và chia sẻ cho mình.